Họ thì mà không muốn. Thì không muốn lên hả? Thì muốn lên. Mở chưa được, mở chưa được. Mở rồi. Đây là ngày Happy Monday. Con đại diện cho anh chị em, con chúc cho má Happy Monday ngày lễ mẹ, má luôn luôn mạnh khỏe, bình an và vui vẻ. Con lúc nào cũng muốn ở bên má. Má đừng lo má. Con sẽ gửi tặng má bài bông hồng cái áo, bài mà má thích. Dạ, mấy người chị em bạn bè con có gửi lời thăm má nè. Xin chào bác, chúng cháu cũng là bạn của Thanh Vân. Hôm nay chúng cháu cũng đến với ban nhạc này rất là đặc biệt. Thanh Vân cũng đến tham gia, có lời chúc bác ở Việt Nam. Happy Mother Day bác, xin chúc bác sức khỏe được mỗi một ngày được khỏe mạnh hơn, dồi dào hơn. Và nhất là chúc mừng bác là một người mẹ rất là mẫu mực, dễ thương. Có tới 11 người con bạn, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho bác nha. Xin chào bác. Và cháu xin chúc bác nhiều sức khỏe. Và chị cháu cũng là bạn của Thanh Vân. Năm lâu Happy Mother Day. Vâng, ở xa xôi, chị Thanh Vân cũng như các chị em trong đây gửi tấm lòng yêu mến về người mẹ, mà chắc chắn là chị Thanh Vân ở đây khao khát được gặp bác. Và cũng kính chúc bác mọi sự may mắn, vạn sự bình an, sức khỏe dồi dào và mong ngày gặp lại để mẹ con được đoàn tụ với nhau. Dạ, xin kính chào bác. Cháu cũng là bạn của chị Thanh Vân. Và cháu cũng chúc bác sức khỏe tốt và mong tất cả chúng cháu mà được về Việt Nam để đến thăm bác nha. Dạ, cháu xin chào bác nha. Happy Monday. Và được bác nấu cơm cho ăn nha.